Ôi chị ơi, em xem video của chị rất nhiều tin tưởng chị mà. Cái xe cũ thì cũ thật nhưng mà sao cái đèn thì cũng phải để nó sáng sáng, để nó đen xì này mà cũng bán được thì em không chịu chị luôn. Cái đèn này á vẫn sáng quắc luôn, đây là dán. Dán phím. Dán cái gì? Đấy, dán phím này, nó đổi màu dán, ấy. Dán phím lên thôi đúng không? Ôi giời, nó sáng quắc luôn. Ồ, đấy người chị. Mới ta thì mình phải làm cho người ta mới hơn chứ. Khi ở với chị chứ đúng không? Em nhìn con này nó bóng bẩy đấy mà. Không biết con bên trong nó có đẹp không chị nhỉ? Đây là dán đấy nhá. Bên trong đẹp cực kỳ luôn. Đâu? Đẹp hơn bên ngoài. Xem nào. Đấy chưa? Đấy, nhìn tất cả cái hệ thống phím này. Ui cũng như là hệ thống nội thất da này, vô lăng này. Đẹp chưa? Sao đẹp này? Ê, chắc là đời 20 mấy rồi chị. Đấy, con này nhá, nó chỉ đời 2,5 thôi. Chị nói thế nào 2,5 mà nó còn đẹp như thế kia. Thế chứ này, đấy là cô phải nói là những cái dòng xe chơi chơi đẳng cấp á thì kể cả 2,1 nó vẫn còn đẹp. Mẹc, sưu tập mẹc chơi chơi. Mẹc thì đẳng cấp rồi nhưng đây là con mẹc gì đây chị? Con mẹc này là mẹc ML350. Ui ML cơ à? ML nó cũng là đẳng cấp lắm rồi. Nó chỉ sau GL thôi nhỉ? Đúng rồi. Đấy. Nhìn chưa? Nhưng mà em cũng không hiểu tại sao ghế mà điện hoạt động hoàn toàn luôn. Đời 2,5 mà nó lại ui. Đây phải nói nó đẹp lắm, đẹp lại còn trông nó gọn gàng nữa chứ. Vô lăng này, gãy số vô lăng này, lên đầy đủ màn hình Android này. Rất là đẹp đây. Luôn. Lốp mới cả dàn luôn, 4 dàn lốp mới luôn. Đây, nhìn chưa? 5 ghế ngồi rộng rãi rất là thoải mái luôn. Con này mua về chỉ sẵn đi đúng không? Ngồi sẵn đi thôi. Đấy, còn bác nào mà thích không thích có thể bóc cái này ra. Bóc cái dán cái phim này ra. Bóc cái nó này về sáng bình thường. Nó về cái đèn trắng ấy. Đó, còn đây là đèn dán thôi. Đấy chứ ai để này người ta chê chết đúng không? Đúng rồi. Mà chiếc xe này chị bán rẻ cực kỳ luôn, chỉ có 230 triệu thôi. Sao lại có 230 nữa? 230 triệu thôi, bằng một chiếc xe Vios limo. Ui dã man thật đấy. Đúng không? Khiếp mà thật. Con này thì phải nói là nó trùng về bây giờ thật. Thế mà đi thôi chứ còn đại tu bổ túc làm gì nữa đúng không? Đúng rồi. Hơn 200 triệu, đẹp thật đấy. Này con này thì không nói chung là đến xem xe với cái tầm giá này thì không có điểm chê đâu, mới tinh luôn, xe hoàn toàn là sẵn sử dụng thôi. Máy lổ em du đấy, đang để lổ máy nhá. Máy lổ em du mặc dù động cơ của nó lớn là 3.5. đúng rồi. Máy lổ em cực kỳ xem luôn. Video của chị rất là nhiều rồi, em tin tưởng chị, toàn xe đẹp thôi mà toàn xe khủng long luôn. Phải là uống nước à, uống xăng kiểu theo thùng. Mấy chấm thì máy mấy chấm gì con này 3.5. ui ôi, nhưng mà thôi đi ít thì không ngại chị ạ. Đúng rồi, quan trọng là nó phục vụ cái nhu cầu của mình thôi, thích đã đúng không, đi thích đã đấy, còn đâu xăng cộ không để ý, đã có nhà nước no đúng rồi.